chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình có đặt cái máy cái 70 tối hôm qua nè, bây giờ sáng nay mình đi thăm nha anh em. Nhà mình nhiều chục quá, mình đặt cái máy cái 37 lòng chục nha. Đây anh em. Trời ơi, nhà mình ít chục lắm, bể một lần quá trời con luôn anh em. Trời, lòng này 4 con luôn nè. Sáng chưa dọn hàng ra luôn. Bây giờ mới chủ nhật bữa nay dọn hơi trễ. Chuồng này là 4 con nha anh em. Này là cho chăn ăn là đã luôn nha. Nhà anh em nào nuôi chăn là ăn đã luôn nha. Wow, chuồng này mới đã nè anh em. Nó phá đổ hết cái bao lúa này xuống nè. Nó trèo lên nó phá lúa xuống nè. Này là đếm đuối luôn nha anh em. Để đem thử mấy con, 1, 2, nó chạy loạn luôn, 6 con anh em, 6 con, quá tuyệt vời luôn, còn 2 cái nữa anh em, bật điện lên cho nó sáng đi nha. Trời ơi, nhà mình thức ăn nhiều quá. Trời ơi, chuồng này còn nhiều hơn anh em. Đồ ăn nhiều, trời ơi, nó vô quá trời luôn, không biết đâu mà nó nhiều quá trời luôn. Không có chăn mà để cho nó ăn luôn. Bữa có chăn, nuôi chăn còn cho nó ăn, giờ hết chăn không biết. Đau luôn. Quá trời luôn. Này là nhiều con nè, 7 con luôn, chuồng này 7 con luôn. Trời, nó phá lúa nè. Nó cào đồ ăn ra nè, quá trời luôn. Chuồng à, anh ấy bùng cái vậy, nay có con à. Nay bùng là lá lôi nè, được có con à. Chuồng này là muốn hết nhà luôn rồi. Bởi vì cái bẫy nó vô trời. Nhưng nó thích vô một cái anh em. Cái nào nó vô là nó đông, nó vui là nó chui vô, nó đi heo vô luôn á. Trời ơi, quá trời nè, mấy cái 70 lồng nè anh em. Này 7 lồng này, 7 lồng này rất là hiệu quả nha. Mình ở đây mình xài cái bãi này không à. Đó. Nó chui vô đây nè anh em. Đó, cái này rất là nhạy nha, đây là cửa vô nha anh em. Đó, nó chui vô đây nè. Rồi nó lọt kia kia. Cái chui vô chui hoài luôn. Nó không có ra được nha anh em. Nó cái chui vô là nó rớt xuống dưới. Là tới con khác thấy bà bạn bè của nó, đồng bọn của nó thấy gì hay hay trong đó nó bu nó đi theo á. Đồ dính luôn. Đây nguyên chuồng này nè, quá trời con luôn nè. Nè cửa này là cửa mở ra nhanh đây nha, đây nha anh em. Nè, mở hai cục kẽm ra. Rồi, nè, cái cửa đây cái cửa này ra. Thò tay vô, bỏ mồi vô đây nè. Mà nhà mình nhiều mồi quá, khỏi cần bỏ mồi luôn á. Tự nó chui vô luôn. Để ngay cái bao thức ăn cám bù lúa gì đó. Mà nó chui vô một con là mấy con khác nó bắt trước, nó chui vô theo à. Cái này bên mình bán 100.000 cái nha anh em. Đi kêu nha. Nó dài 40 nha. Nè ngang thì tầm thì cỡ 25 á. Nó cao. Cao 20 nha. Cao 20. Thì mình bán 100.000 cái bể lồng này nha anh em. Hàng này là hàng kẹp tốt nha. Hàng cứng á. 100.000 cái. Anh em nào quan tâm thì alo cho em số điện thoại địa chỉ bên dưới nha. Em có ship xa đi mọi nơi. Anh em quan tâm thì alo cho mình nha. Anh em nhớ đăng ký kênh nè, mình sẽ up video các loại 70 cho anh em coi nha. Thì mình có bán chim nha, mình sẽ up các loại chim lên cho anh em xem. Mình trước bán nhiều 70 lắm mà bãi này thấy hiệu quả nhất nên giới thiệu anh em nha. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.